Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi Táo Quân, lý do liên quan đến một người. Ca sĩ Chí Thành, Thành không thở được nữa rồi, ai muốn gặp thì có thể qua gặp lần cuối. Hồ Văn Cường đối diện với số tiền lớn phải chi trả hàng năm sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời. Liên tục xin tiền từ thiện, tài tử Thương Tín đáng thương hay đáng trách? Quý vị đang đến với bản tin Chuyện Showbiz trên kênh Tin Tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về những drama ồn ào trong giới giải trí Việt. Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi Táo Quân, lý do liên quan đến một người. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo rút khỏi vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân của đài truyền hình Vĩnh Long, lý do khiến cho nhiều người bất ngờ. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi thông báo rút lui khỏi chương trình Táo Quân của đài truyền hình Vĩnh Long và sẽ không vào vai Ngọc Hoàng như mọi năm. Trong bài đăng, nam ca sĩ cũng chia sẻ hàng loạt lý do khiến anh đưa ra quyết định này. Giọng ca biển tình bộc bạch. Như tôi từng nói từ năm ngoái, đó là vai Ngọc Hoàng cuối cùng của mình. Tôi cứ lặp lại hình ảnh của mình như vậy hoài, cũng dễ gây nhàm chán. Tôi cần làm mới mình hơn. Ngoài ra tôi đang còn vướng nhiều dự án với ekip mới. Đồng thời Đàm Vĩnh Hưng cho biết, một trong những lý do khiến anh ngừng công việc này có liên quan đến một người. Nam ca sĩ cho hay, người em thân thiết làm trang phục Ngọc Hoàng trong chương trình này đã qua đời, nên anh cũng muốn dừng công việc này một thời gian vô hạn. Ngoài ra vì quá bận bịu với những dự án mới, nên Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra quyết định này. Tuy không nhận vai, nhưng Đàm Vĩnh Hưng hứa sẽ ghé phim trường thăm mọi người nếu như có thời gian. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Ca sĩ Chí Thành, Thành không thở được nữa rồi, ai muốn gặp thì có thể qua gặp lần cuối. Cách đây ít phút, ca sĩ Phạm Chí Thành vừa đăng dòng status về tình hình hiện tại của mình khiến cho nhiều người hoang mang. Cụ thể Chí Thành viết, Thành không thở được nữa rồi, Thành rất khó thở, ai muốn gặp thì có thể qua gặp lần cuối. Với status này, Chí Thành bày tỏ trạng thái buồn, khóc. Dưới status, nhiều người hoang mang và vào động viên Chí Thành không được bỏ cuộc. Cố lên anh ơi, đừng bỏ cuộc Thành ơi, cố lên em còn phải hát, còn phải nổi tiếng, còn phải ra album, còn nhiều việc phải làm lắm em. Là một trong nhiều bình luận của bạn bè, khán giả để lại. Liên lạc với diễn viên Trịnh Tú Trung, người anh người bạn thân thiết của Chí Thành, về tình hình của nam ca sĩ, anh cho biết, Thành yếu lắm rồi, chắc không qua khỏi. Thật ra Thành bị dính Covid-19 nên sức khỏe yếu đi nhanh hơn. Tôi không dám chia sẻ thông tin này nên phải giấu đi. Trước đó, thông tin mà khán giả biết về ca sĩ Chí Thành là anh bị viêm gan, phổi, thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng. Nhưng phải tới khi anh suy kiệt mà không có tiền điều trị thì khán giả mới biết tin. Rất nhiều khán giả, đồng nghiệp đã ủng hộ, giúp đỡ nam ca sĩ sinh năm 1996 trong lúc khó khăn này. Sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Chí Thành đã được các bác sĩ cho về nhà và tái khám định kỳ hàng tuần. Trong quá trình điều trị, Chí Thành mắc Covid-19 nên sức khỏe đã yếu đi nhanh chóng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hồ Văn Cường đối diện với số tiền lớn phải chi trả hàng năm sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời. Sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, bị ekip từ mặt, Hồ Văn Cường sẽ phải đối diện với số tiền cực lớn chi trả hàng năm để có thể có được tương lai tươi sáng. Sự ra đi của mẹ Phi Nhung là thiệt thòi và mất mát lớn đối với Hồ Văn Cường, đặc biệt là sau khi bị ekip của mẹ Phi Nhung trả lại tiền và từ mặt, Hồ Văn Cường phải tự bơi trong biển lớn. Hiện tại Hồ Văn Cường đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết mức học phí hàng năm của Hồ Văn Cường phải chi trả lên đến gần 70 triệu đồng. Khi không còn mẹ Phi Nhung hậu thuẫn, không đi hát, liệu Hồ Văn Cường sẽ kiếm tiền ra sao để có thể tiếp tục theo học 4 năm tại ngôi trường này, theo đuổi ước mơ của mình? Được biết, trước khi qua đời, ca sĩ Phi Nhung cũng đã gửi gắm Hồ Văn Cường với nhà trường giúp đỡ. Hiện Hồ Văn Cường đang có học bổng năm thứ nhất tại đây. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục con đường học tập với điều kiện kinh tế hiện tại, Hồ Văn Cường phải tự cố gắng thật nhiều để có thể tiếp tục giành học bổng cho những năm tiếp theo. Trong trường hợp nếu không có học bổng, không có ekip mẹ Phi Nhung hỗ trợ, thì gia đình Hồ Văn Cường sẽ phải gồng gánh một số tiền không hề nhỏ để con trai theo học tại đây. Đã có rất nhiều mạnh thường quân muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường để bước tiếp đam mê, theo học đến cùng. Nhưng hiện tại, con trai nuôi Phi Nhung vẫn chưa nhận lời. Có thể Hồ Văn Cường muốn tự lực cánh sinh sau bao nhiêu năm được mẹ Phi Nhung bao bọc, che chở. Trước đây Hồ Văn Cường là cậu con trai được cố ca sĩ Phi Nhung hết mực, cưng chiều, yêu thương. Hồ Văn Cường vừa được học ở trường quốc tế, vừa được mẹ Phi Nhung tạo điều kiện lên những sân khấu lớn nhỏ. Tuy nhiên sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường bỗng thất sủng vì những ồn ào liên quan đến tiền cát xê. Nam ca sĩ bị ekip của Phi Nhung ruồng bỏ, cắt đứt mọi mối quan hệ, hợp tác.
Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Liên tục xin tiền từ thiện, tài tử Thương Tín đáng thương hay đáng trách? Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín tiết lộ ông tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh sự đồng cảm của một số khán giả, diễn viên Biệt Động Sài Gòn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đặt câu hỏi, Thương Tín đáng thương hay đáng trách? Thông tin nghệ sĩ Thương Tín tiết lộ không còn tiền để mua thức ăn, vợ con cũng bỏ xứ ra đi, đang được khán giả dành sự quan tâm. 10 ngày trước, vợ và con gái ông sang nhà một người quen ở quận 3 sống nhờ vì không chịu nổi cảnh khổ. Phí nhà trọ 2 triệu đồng, nhưng vài tháng qua ông không còn tiền trả, được chủ trọ thương tình cho khất. Theo chia sẻ từ Tô Hiếu, người em thân thiết của nghệ sĩ Thương Tín, ông đang chờ điều trị COVID-19, ông than mấy ngày nay phải nhịn đói vì không có tiền. Trao đổi với báo chí, nghệ sĩ Thương Tín cho hay, ông hiện sống một mình tại căn nhà trọ 20m2, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, từ tháng 3, nghệ sĩ Thương Tín khiến mạng xã hội xôn xao với hình ảnh đột quỵ phải nhập viện. Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, rất nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như các nghệ sĩ đã chung tay quyên góp gửi tiền hỗ trợ. Thời điểm đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, người em thân thiết chơi cùng với nam nghệ sĩ, đã đứng lên kêu gọi mọi người giúp đỡ ông. Sau 3 đợt kêu gọi, vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, Trịnh Kim Chi đăng tải bài viết thông báo đã nhận được hơn 400 triệu đồng tiền quyên góp giúp đàn anh. Trong bài viết, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói rõ đã chi 10 triệu đồng đóng viện phí, trao tận tay vợ nghệ sĩ Thương Tín 10 triệu. Số tiền còn lại cô sẽ gửi 100 triệu tiền mặt cho diễn viên Biệt Động Sài Gòn trang trải cuộc sống và tiếp tục chữa bệnh. 286 triệu đồng dùng để mua bảo hiểm đến năm 18 tuổi cho con gái nghệ sĩ Thương Tín. Ngoài ra, thời điểm nam nghệ sĩ bị đột quỵ, vợ ông còn nhận được 400 triệu đồng tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chưa dừng lại ở đó, vì thương xót cho hoàn cảnh của nghệ sĩ Thương Tín nên một người bạn dành tặng một chiếc xe hơi cho ông. Sau khi ra viện ít ngày, nghệ sĩ Thương Tín tự tay lái xe hơi này về quê dưỡng bệnh ở Phan Rang, Ninh Thuận. Thời điểm đó, nghệ sĩ Thương Tín tiết lộ sẽ sớm trở lại Sài Gòn để tham gia phim ảnh. Như vậy, tổng cộng cả 2 đợt quyên góp, nghệ sĩ Thương Tín nhận được 800 triệu đồng. Việc ông liên tục than thở khó khăn làm dư luận nảy ra 2 luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh sự thương xót, một số người thắc mắc không hiểu nam nghệ sĩ làm gì với số tiền 800 triệu đồng đã nhận được từ đợt trước. Trước những luồng thông tin trái chiều, Thương Tín cũng đã lên tiếng thanh minh. Ông không phung phí số tiền 800 triệu đồng được quyên góp và chiếc xe như thông tin trên mạng xã hội lan truyền. Nghệ sĩ Thương Tín cho biết 800 triệu được hỗ trợ, ông đã bàn giao cho vợ mua đất xây nhà cấp 4 ở quê và mua bảo hiểm cho con gái, còn chiếc xe ô tô được tặng ông cho thuê. Thế nhưng với lòng tự tôn của một người nghệ sĩ, việc Thương Tín liên tục xin tiền từ thiện, kêu khổ trên sóng truyền hình để thu hút sự quan tâm của đồng nghiệp, người hâm mộ, khiến hình ảnh của ông trở nên xấu xí, thậm chí có phần méo mó trong mắt công chúng. Nhiều khán giả đặt ra câu hỏi, tại sao ông không tự lao động để hưởng thành quả của mình? Dù ông đã lên tiếng giải thích, nhưng câu hỏi về việc tiêu số tiền từ thiện nhận được ra sao vẫn tồn tại trong lòng người quan tâm. Luật sư Lê Ngọc, công ty luật hợp danh The Light, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, luật không quy định về việc cá nhân nhận tiền từ thiện như thế nào, mà pháp luật chỉ quy định về hoạt động kêu gọi từ thiện, vận động tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ. Tiền từ thiện nhận được phải được phân phối cho người dân cần sự trợ giúp. Nếu người vận động quyên góp tiền sử dụng không đúng mục đích thì sẽ bị xử lý hình sự hoặc hành chính nếu không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Còn đối với trường hợp cá nhân nhận tiền từ thiện từ các nhà hảo tâm, nhận để trang trải cuộc sống cho bản thân mình, cho gia đình mình mà không phải là người vận động, tiếp nhận và phân phối, thì họ không cần phải tuân thủ theo quy định nào. Bởi khi các nhà hảo tâm trao tận tay tiền từ thiện cho họ rồi, thì số tiền từ thiện đó thuộc quyền sở hữu của cá nhân người nhận và muốn sử dụng số tiền đó như thế nào là quyền của họ. Họ có quyền quyết định miễn là không vi phạm pháp luật, trái với đạo đức xã hội, luật sư Lê Ngọc khẳng định. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Tức Việt. Nếu thấy hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện quan điểm của mình thông qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.